Hello, chào các bạn nha. Thì lâu rồi mình cũng chưa ra video. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng rất là độc lạ. Như các bạn đã biết thì cái dòng Platin Tung Song á, thì bên Thái Lan rất là ưa chuộng và nó được xếp vào loại hiếm. Nhưng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng Isobot có tên là Orang Platin Tung Song. Và bây giờ mình cũng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó nào, let's go. Và hiện tại mình đang có số lượng lớn cái dòng Orang Platin Tung Song này. Nếu mà các bạn nào đầu sỉ ok thì có thể liên hệ mình nha. Một vẻ đẹp mang phong cách rất là độc lạ dành cho những bạn nào thích sưu tầm về Isobot. Đối với dòng Platin Tung Song thì các bạn đã chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó rồi. Nhưng mà đây nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với Platin Tung Song. Thì nó có một cái màu cam rằng ri, những đốm hoa văn chảy dài từ đầu cho tới đuôi, tạo nên một cái phong cách cực kỳ sang trọng. Và điểm đặc biệt nữa đó chính là trên lưng của nó xuất hiện nhiều đốm cam đậm, kết hợp với những dải màu đen tạo nên một cái sức hút vô cùng độc đáo. Dòng Orang Platin Tung Song này trong tự nhiên thì có mức độ hiếm gặp, được phân bố rải rác ở những vùng cao. Dòng này thì ưa chuộng khí hậu mát mẻ, nhưng khi chúng ta đem về nuôi nhốt ở môi trường nhân tạo thì các bạn có thể nuôi từ nhiệt độ dưới 33 độ C là các bạn có thể chơi ok. Kích thước trung bình thì nó đạt từ 0.8 cho tới 1.2 cm. Và một điều đặc biệt mình rất là thích ở cái dòng này đó chính là nó không đầu hàng và nó khá là năng động. Nó có thể đùa giỡn với những cái con còn lại trong đàn của nó. Khi nuôi ở trong hộp nuôi thì các bạn cho cái lớp nền khoảng 3-5 cm. Khi nuôi thì các bạn nhớ bỏ thêm rêu hoặc là giếng tươi vào để giữ ẩm và cung cấp nước cho Isobot. Thêm một phần quan trọng không thể thiếu nữa đó chính là cô bắt hoặc là vỏ cây. Các bạn cũng có thể dùng cây gỗ mục để nuôi cái dòng Isobot này, nhưng mà lưu ý thì các bạn phải xử lý kỹ trước khi cho vào tăng nha. Vì trong cây gỗ mục đó, nó sẽ có chứa những cái trứng của con côn trùng hoặc là mối và những cái con rết nhện thì nó cũng ở trong chõng. Nếu mà các bạn xử lý chưa kỹ thì nó sẽ ảnh hưởng tới Isobot của mình. Một nhược điểm của dòng Orang Platin Tung Song này là nó rất là ngại khi mà thay đổi môi trường hoặc là thời tiết hoặc là những cái khi mà chúng ta đem qua những cái tăng mới á. Có khi nó chết mà chúng ta không rõ nguyên nhân luôn. Nhưng một khi nó đã thích ứng với môi trường mới rồi thì nó sống rất là dai và lâu. Và đó là tín hiệu tốt để nó sinh sản rất là nhanh. Một lần tình cờ thì vô tình mình bắt gặp được cái dòng này ở ngoài tự nhiên. Ở ngoài tự nhiên thì nó phải đối mặt với rất là nhiều nguy hiểm như là bồ cạp, nè, rết nè, và là thức ăn của kiến nữa. Và lúc đó mình có bắt khoảng 12 con đem về nuôi và bảo tồn á. Sau khoảng 6 tháng thì bây giờ số lượng của nó rất là nhiều rồi. Mình trong hộp nuôi này có thể lên tới vài trăm con luôn á. Chúc các bạn có thêm những trải nghiệm mới từ cái dòng này nha. Bye bye!